Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. MC Thanh Bạch tiết lộ lý do đổ vỡ hôn nhân với nghệ sĩ Xuân Hương. Thật ra thì sau cuộc hôn nhân với Xuân Hương tan vỡ, tôi mới nhìn lại mình và đi tìm lại xem quy luật của tình yêu là gì. Tôi bỏ thời gian rất nhiều theo đuổi lớp học của các chuyên gia và cuối cùng tôi nhận ra một điều, MC Thanh Bạch chia sẻ. Xuất hiện trong trích đoạn ngắn của một chương trình truyền hình, MC Thanh Bạch lần đầu tiết lộ nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân với nghệ sĩ Xuân Hương tan vỡ. Cùng xuất hiện với MC Thanh Bạch là chuyên gia tâm lý Pepper, Dr. Pepper, cho rằng với kinh nghiệm bắt đầu yêu xa từ năm 18 tuổi, thì theo chị, khoảng cách về địa lý không quan trọng nếu cả hai biết lắng nghe, chia sẻ và quan tâm lẫn nhau. Ngoài ra khi yêu xa, mỗi người sẽ có tính tự lập cao, không đòi hỏi hoặc làm phiền đối phương. Kể cả xa hay gần, muốn giữ trái tim một con người thì không thể nào giữ bằng thể xác mà phải dùng tình yêu. Niềm tin và những giá trị mình cho người ấy, tin nhưng tin vào bản thân mình chứ không phải đặt niềm tin và kỳ vọng vào người đó, chị nói. Sau khi lắng nghe quan điểm của Dr. Pepper, nghệ sĩ Thanh Bạch lặng đi vài giây và quyết định trải lòng về câu chuyện của chính mình. Sau cuộc hôn nhân với nghệ sĩ Xuân Hương tan vỡ, nam nghệ sĩ đã dành thời gian để suy ngẫm, tìm quy luật tình yêu bằng cách đọc sách, tham gia lớp học của các chuyên gia. Anh chia sẻ, thật ra thì sau cuộc hôn nhân tan vỡ, tôi mới nhìn lại mình và đi tìm lại xem quy luật của tình yêu là gì. Tôi bỏ thời gian rất nhiều theo lớp học của các chuyên gia. Và cuối cùng tôi nhận ra một quy luật. Khi hai người quen nhau, lập tức trong não giống như tiếng sét ái tình của chúng ta nảy một loại hormone giúp chúng ta chỉ cần nhìn thấy nhau, nghe tiếng nhau trong điện thoại là hormone đó tuôn trào, cảm xúc tuyệt vời. Ông trời cho chúng ta cảm giác nhớ ơi là nhớ, nhưng chỉ sau 1.5 năm tới 2 năm, dù có yêu cách mấy thì hormone đó cũng không tiết ra nữa, nắm tay nhau cũng như hai khúc gỗ. Tôi từng hỏi, trời ơi, con người bất hạnh như vậy sao? Nhưng cũng theo nghệ sĩ Thanh Bạch, may mắn là con người đã tìm ra một cách để duy trì hormone đó là sự lãng mạn. Cặp đôi nào hay đi du lịch, ham nóng tình cảm thì cặp đôi đó vô cùng yêu nhau bởi hormone liên tục được tiết ra và họ luôn cảm thấy sức hút đối với nhau. Mọi người hãy chứng kiến đi, cặp nào hay đi du lịch, thích nhìn hoàng hôn, ngắm bình minh, cánh đồng hoa thì cặp đó sẽ muôn đời yêu nhau vì loại hormone đó liên tục được tiết ra và họ cảm thấy luôn luôn có sức hút với nhau. Ông trời chỉ tiết loại hormone đó cho loài người trong 2 năm nên dù yêu nhau, cưới nhau, còn thương nhau vẫn bỏ nhau thôi vì không ép phê được với nhau. Chúng ta không hiểu vì sao mình không thay đổi. Người yêu mình cũng không chịu đổi thay. Vì thế, dù hai người ở bên cạnh nhau cũng không thể gần nhau được. Thành ra mọi người hãy thử ngắm nhìn nhau, ngắm nhìn thiên nhiên, có điều kiện thì đi xa, không có điều kiện thì ngắm nhìn căn phòng của mình, thì hormone lại tiết ra từ đâu. Vì thế người ta yêu, khoảng cách xa hay gần không quan trọng bằng việc hormone đó còn hay không, anh chia sẻ thêm. Qua những chia sẻ của nam MC Kỳ Cựu, có lẽ một trong những nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân từng mật ngọt đổ. Qua những chia sẻ của nam MC Kỳ Cựu, có lẽ một trong những nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân từng mật ngọt đổ vỡ là vì sự hết rung động. MC Thanh Bạch từng kết hôn với nghệ sĩ Xuân Hương, người học chung với anh tại trường đại học sân khấu ở Nga. Khi trở về Việt Nam, họ đã cùng tham gia dàn dựng và diễn xuất trong nhiều chương trình sân khấu lớn. Nổi bật nhất trong số đó là loạt chương trình Những Người Thích Đùa. Vào năm 2006, Thanh Bạch và Xuân Hương đã làm đơn ly dị. Họ có một con trai tên Lê Thanh Tú, người từng nhận giải khuyến khích trong cuộc thi Người Dẫn Chương Trình tổ chức tại New York, Hoa Kỳ năm 2007. Sau đổ vỡ hôn nhân với nghệ sĩ Xuân Hương, MC Thanh Bạch đã làm đám cưới với bà Thúy Nga, chủ nhân của trung tâm Thúy Nga. MC Thanh Bạch tâm sự, đây là một đám cưới nghệ thuật, là một cách để chúng tôi gây quỹ lấy tiền mừng cưới, giúp người nghèo, những người cần giúp đỡ. Chúng tôi chỉ song hành với nhau, là bạn đời của nhau trên con đường nghệ thuật. Vào cuối tháng 4 vừa qua, Thanh Bạch Thúy Nga vừa tổ chức đám cưới lần 9 vì mục đích từ thiện.
đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.